Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tăng cường biện pháp phòng chống các hoạt động tội phạm liên quan, giữ vững ổn định an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. 13 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2022, Phạm Nhất Linh sinh năm 1990, trú tại phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, bán cho Đào Duy Mạnh, sinh năm 1993, trú tại Yên Linh, Ý Yên, Nam Định, một túi ma túy đá với giá 400.000 đồng ngay tại nhà Linh. Khi bị bắt giữ, Linh khai nhận mua ma túy của Vũ Hoàng Anh, sinh năm 1983, đang thuê nhà trọ tại số 75, phố Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành. Linh đã nhiều lần bán ma túy cho Mạnh và các đối tượng nghiện trên địa bàn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngay trong ngày, cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Anh. Khám nơi ở của anh, lực lượng chức năng thu giữ được một túi ma túy dạng đá, hai gói heroin tổng trọng lượng 130 gram. Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Trung Dũng sinh năm 1979, trú tại phố Phúc Hưng, phường Ninh Khánh cùng Trương Thị Hương sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, sống như vợ chồng tại nhà Dũng, bán hai túi ma túy đá qua lỗ cửa cổng nhà Dũng. Khi bị phát hiện, các đối tượng có hành vi chống đối hung hãn. Tuy nhiên, với sự chủ động linh hoạt và tinh thần kiên quyết đấu tranh, các tổ công tác của Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, lực lượng công an thu giữ được 1.053 gam ma túy đá và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận số ma túy trên được Dũng mua của một đối tượng ở Hà Nội với giá 250.000 đồng về bán lại để kiếm lời. Đây là hai trong 129 vụ án ma túy với 163 đối tượng mà Công an thành phố Ninh Bình phát hiện bắt giữ trong 6 tháng qua. Trong đó, bắt truy tố về hành vi mua bán tàng trữ là 28 vụ với 42 đối tượng, vật chứng thu giữ được 5,06 gam heroin, gần 1.200 gam ma túy tổng hợp, 3 ô tô, 28 xe máy, 162 điện thoại di động và 35 triệu đồng tiền mặt. Qua từng vụ án đã cho thấy, công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, cam go. Các đối tượng liều lĩnh hơn, mạo hiểm hơn, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Thậm chí, nhiều đối tượng sử dụng công nghệ cao, xây dựng các bong ke, tìm cách phân hóa, chia cắt các công đoạn theo dõi của các lực lượng trinh sát chuyên môn. Nhiều đối tượng đã chuẩn bị hung khí, vũ khí để sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, với quyết tâm cao, Công an thành phố Ninh Bình đã sử dụng đồng bộ các biện pháp theo dõi, đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này. Trong cái đấu tranh phòng chống ma túy thì phải nâng cao các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu của ngành để có thể sẵn sàng đối phó và vô hiệu hóa các cái thủ đoạn của các đối tượng. Thì trên cơ sở đó thì một số cái vụ án là chúng tôi đã, khi có những dấu hiệu phức tạp là Công an thành phố Ninh Bình chúng tôi đã mở chuyên án, mục đích là huy động tổng lực, kể cả sức người, sức của về và cho đến các lực lượng, các cái biện pháp nghiệp vụ để với mức độ cao nhất để đấu tranh trấn áp loại tội phạm này. Thành phố Ninh Bình là địa bàn có những đặc điểm phức tạp khi nguồn ma túy chủ yếu từ nơi khác về và đang có xu hướng chuyển dần từ heroin sang ma túy tổng hợp, chủ yếu là dạng đá. Hình thức sử dụng cũng chuyển từ tiêm trích sang hút hít và từ sử dụng cá nhân sang sử dụng chung nhiều người. Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và nguy hiểm hơn, có sự liên kết với các đối tượng ngoài địa bàn và đan xen với tội phạm hình sự. Chính vì vậy, việc Công an thành phố đánh đúng, đánh trúng, phá được các vụ án, chuyên án thời gian qua đã góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự, giúp nhân dân yên tâm hơn. Thực ra chúng tôi cũng rất lo con cháu của tôi nó dính phải, nhưng mà do phá được những cái chuyên án ấy tốt, thành ra chúng tôi cũng yên tâm để cho con cháu chúng tôi nó đi học, đi hành này khác, chúng tôi cũng rất mừng và cảm ơn, thực ra rất là cảm ơn trước tiên là công an phường, rồi công an thành phố, công an tỉnh đấy. Với nỗ lực và quyết tâm của các lực lượng chức năng, đến nay trên địa bàn thành phố Ninh Bình không còn điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đấu tranh cam go và trường kỳ. Theo số liệu khảo sát, đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, số đối tượng ma túy ở ngoài xã hội trên địa bàn thành phố Ninh Bình là 556 người, trong đó số người nghiện là 381 người. Địa bàn thành phố Ninh Bình có 85% số thôn, phố có người nghiện ma túy, 14 trên 14 phường xã có tệ nạn ma túy.
Do đó, công tác đấu tranh ngăn chặn tiếp tục được công an thành phố tăng cường theo phương châm làm tốt cả đấu tranh và phòng ngừa. Các biện pháp đồng bộ cũng được triển khai quyết liệt. Lực lượng công an đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, tổ chức các hội nghị tuyên truyền tới các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các khu dân cư, hướng dẫn nhân dân các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại, hậu quả của ma túy để nhân dân biết và chủ động phòng ngừa, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhằm động viên khuyến khích nhân dân phát hiện, tố giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ma túy. Cùng với đó là các biện pháp tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu áp phích trên các trục đường chính. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội được công an thành phố sử dụng triệt để. Hiện tại là chúng tôi đang vận hành có hiệu quả trang fanpage và YouTube của công an thành phố. Thì qua cái sử dụng mạng xã hội thì là dễ dàng tiếp cận tới bà con nhân dân trên địa bàn về những cái nội dung mà khuyến cáo mà cơ quan chức năng cần tuyên truyền tới bà con nhân dân. Và qua cái mạng xã hội thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi tương tác của nhân dân và tiếp nhận nhiều nguồn tin tố giác của nhân dân. Thì qua đó là phục vụ tốt cho công tác phòng chống ma túy trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai sâu rộng. Năm nay, phường Bích Đào thực hiện chỉ tiêu đưa địa phương ra khỏi danh sách phường trọng điểm loại 3 về ma túy. Cùng với các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, thì những buổi gặp gỡ, trao đổi giữa công an khu vực với bà con nhân dân như thế này diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, việc lắng nghe tâm tư tình cảm, ghi nhận những phản hồi đóng góp của nhân dân, cán bộ công an phường sẽ thông tin về tình hình an ninh trật tự, quy định phòng chống và những tác hại khôn lường của ma túy, động viên nhân dân tăng cường cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng, theo dõi, phát hiện và tố giác các đối tượng, các hành vi liên quan đến ma túy. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con về cái tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là vấn đề về ma túy. Nếu trong cuộc sống mà bà con phát hiện cái điều gì là phải báo ngay cho cán bộ để cán bộ tìm mọi cách. Một là ngăn chặn tại địa bàn dân cư, hai là đề nghị đi công an phường để hỗ trợ. Cho đến nay thì tình hình trong phố đã được ổn định. Chính vì làm việc tốt cái việc này nên trong phố gần như là an toàn tuyệt đối. Với sự vào cuộc tích cực, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an cùng chính quyền địa phương, nhận thức của mỗi người dân đã được nâng cao. Công tác phòng chống ma túy không còn bị coi là việc của công an, chính quyền, mà bản thân mỗi người dân, mỗi gia đình đều ý thức rất rõ vai trò trách nhiệm của mình trong đó. Trong 6 tháng đầu năm nay, số người nghiện trên địa bàn phường đã giảm mạnh, công tác quản lý sau cai nghiện cũng được thực hiện tốt, phường không có trường hợp nào tái nghiện. Không những chúng tôi là giáo dục con em chúng tôi, nhưng đồng thời bà con ở đây là sống với nhau rất là đoàn kết. Cho nên là có những hành động gì hay có những cái hiện tượng khác lạ là chúng tôi đều có trình báo với các đồng chí là ở trong khu phố và để báo cáo lên phường. Những năm gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng những cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy khá phức tạp và có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Không ít chủ cơ sở kinh doanh quản lý lỏng lẻo người đến sử dụng dịch vụ nên không biết các đối tượng mang ma túy vào sử dụng. Trước tình hình đó, với quyết tâm không để tội phạm ma túy ẩn nấp trong nhà nghỉ, quán karaoke, công an thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phối hợp với các lực lượng ở phường, xã, nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Chúng tôi là thường xuyên là tuyên truyền ký cam kết đối với các cái chủ cơ sở kinh doanh karaoke và nhà nghỉ. Khi mà có phát hiện thì chúng tôi là tập trung phối hợp với các cái lực lượng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, là xử lý cả về đối tượng, kể cả về chủ cơ sở để các cái đối tượng lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở. Chúng tôi cũng có những cái biện pháp để phòng ngừa cái tệ nạn có thể xảy ra trong cơ sở kinh doanh. Đấy, nhất là những tội phạm về ma túy là chúng tôi cũng phải phòng ngừa, ví dụ không để cho tụ tập, không để cho những người có biểu hiện nghi vấn về sử dụng ma túy mà để xảy ra ở trong cơ sở khách sạn. Nếu trường hợp bất đắc dĩ mà đã xảy ra thì chúng tôi phải báo cáo ngay đến cơ quan thẩm quyền, cơ quan công an cập nhật để các cán bộ có biện pháp xử lý thích đáng. Với sự chủ động triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, công an thành phố đã tham mưu phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy.
Tuy nhiên, nhận định rõ, trong thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn này sẽ còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng sẽ thực hiện thủ đoạn tinh vi hơn để đối phó với cơ quan chức năng. Số đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng các loại ma túy mới có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy là lực lượng nòng cốt công an thành phố xác định rõ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Công an thành phố vẫn tiếp tục chỉ đạo tăng cường. Trước mắt là chúng tôi bám vào chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của công an giám đốc công an tỉnh và căn cứ tình hình địa phương để chúng tôi có những cái chỉ đạo, cái quyết sách rất là dứt khoát, dứt điểm. Trong đó thì vẫn tập trung nhấn mạnh vào và tăng cường cái công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ rồi điều tra cơ bản để bám sát, để đánh đúng, đánh trúng. Đặc biệt là chú trọng đến vào các cái nhóm, các cái số đối tượng cộng cán phức tạp ở trên địa bàn. Ma túy đã và đang ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác phòng chống luôn cần xác định là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Đây là yêu cầu quan trọng giúp ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ tệ nạn này, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sáu năm trước, do bị các đối tượng xấu dụ dỗ, đồng thời thiếu hiểu biết về pháp luật, vợ chồng chị Dung ở tổ 2 phố Đông Hồ, phường Bích Đào đã vướng vào vòng lao lý với tội danh mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Mãn hạn tù, trở về địa phương, chị Dung rất lo lắng vì không có công ăn việc làm, lại mặc cảm về quá khứ lầm lỗi. Tuy nhiên, được sự động viên giúp đỡ của chính quyền đoàn thể địa phương, anh chị đã vững vàng trước sự lôi kéo của các đối tượng xấu, quyết tâm làm lại từ đầu. Từ ngày về đến giờ thì hội phụ nữ, hội nông dân các thứ tỉnh này với các thứ là cho vay vốn tạo điều kiện cho vợ chồng tôi làm ăn. Đến thời điểm này thì vợ chồng tôi cũng tạm ổn. Rất cảm ơn hội phụ nữ phố Đông Hồ này, hội phụ nữ phường Bích Đào này và công an thành phố và phụ nữ tỉnh đã giúp đỡ cho vợ chồng chúng tôi làm ăn như thế này. Được có ngày hôm nay là tôi rất cảm ơn. Gia đình chị Dung là một trong nhiều trường hợp đang tái hòa nhập cộng đồng, hiệu quả và tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho các trường hợp khác trên địa bàn. Phường Bích Đào xác định công tác quản lý người sau cai nghiện, chấp hành án phạt về ma túy được thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng hạn chế được tình trạng tái vi phạm, từ đó ngăn chặn, từng bước kiềm chế, đẩy lùi được tệ nạn này. Chính vì vậy, ngoài việc chỉ đạo cho các đoàn thể với chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai các phong trào hoạt động thiết thực hỗ trợ các đối tượng, hàng năm, phường đã giao cho lực lượng công an tham mưu các văn bản chỉ đạo phòng chống ma túy, đồng thời rà soát những người hiện đang sinh sống trên địa bàn và đang phải chấp hành án phạt để sau khi họ trở về địa phương sẽ có các biện pháp quản lý, động viên kịp thời. Giao cho công an làm tham mưu, triển khai các cái phong trào phát động của ngành công an như phong trào 3+1, phong trào 5+1 trên địa bàn. Và từ các cái phong trào này thì đối với Đảng ủy, Ủy ban cũng có cái kế hoạch rồi đưa vào nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo các tổ dân phố và cũng quán triệt đến từng các đồng chí bí thư chi bộ tổ trưởng dân phố đưa cái nội dung này vào nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền cho bà con nhân dân, con em hội viên sinh sống trên địa bàn. Thực hiện chỉ tiêu giảm người nghiện ngoài xã hội, lực lượng công an phường đã áp dụng đồng bộ các biện pháp như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy và tổ chức tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, thì từng đồng chí cảnh sát khu vực 1 đã bám sát địa bàn, gần gũi, rồi chia sẻ, động viên đối với những người mà người nghiện, rồi những trường hợp mà sau cai nghiện tái nhập cộng đồng để kịp thời là có những cái động viên để khích lệ, để có những giúp đỡ cho họ nâng cao công tác tái nhập cộng đồng. Tệ nạn ma túy vẫn được đánh giá là đầu vào của nhiều loại tội phạm khác nhau. Với những giải pháp đồng bộ quản lý giúp đỡ người sau cai nghiện sau khi chấp hành án phạt về ma túy mà phường Bích Đào thực hiện đã giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường luôn được đảm bảo, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Thành phố Ninh Bình hôm nay đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.